Sáng hôm nay là trời biển lặng anh chị ạ, nó đỡ mình sẽ tắm rất là đẹp, lặng ngắm san hô được. Dạ tới được tới cái bến thuyền nha, mấy anh lớn mình lên trước nha, mình ẵm mấy bé để mình chuyền mấy bé, mấy ẵm mấy bé lên nha. Dạ em cũng chịu á, nói về chỗ này sâu bao nhiêu mét là em chịu. Dạ 15 mét rồi, cái này nó 15 mét rồi. Dạ thì mình có chuẩn bị đồ bơi chưa ạ? Đồ bơi dạ rồi. Dạ tắm ở trên này là mình không có nước ngọt tắm lại. Là thứ nhất là vì nhưng mà vì có thì nhưng mà chỗ đó. Nhưng mà vì mình sẽ đi lặn ngắm san hô nữa. Cho nên mình cũng không nên tắm nước ngọt lại là. Dạ mình lặn ngắm san hô nữa rồi trưa mình về cái điểm hồi nãy mấy anh mình nhận có phao anh chị. Thì chỗ đó nó sẽ có những cái chỗ tắm nước ngọt. Tắm nước ngọt mình tắm lại rồi mình sẽ đi ăn trưa ở nhà hàng ở trên đó. Hãy đưa cho anh chị mình nghỉ ngơi một chút, mình sẽ đi tham quan yêu gió. Mình đầy đủ áo phao hết rồi phải không ạ? Dạ.
chúng mình là 7 người con ở đây ạ. Dạ, đó là chúng mình đây ạ. Dạ, những cái sạp á anh chị ạ, mình mà leo lên đó là người ta lấy mình 20 ngàn á. Dạ, mình mà leo lên những cái sạp đó là người ta lấy tiền mình á, lấy tiền riêng. Đó không, cái đó là nhà hàng chịu đó. Nhà hàng vẫn chịu không? Dạ, vẫn chịu với tụi em là nó không chịu đó. Dạ. Không, mình vô mình đâu có ăn ở bên đây đâu. Đây mình đi bên này thì bên nhà hàng chịu. Chụp hình ở đây rất là đẹp anh chị, bên này chụp hình đẹp, với lại ở dưới cầu mình chụp hình cũng rất là đẹp.